Cho các bạn trong video này chúng ta sẽ đi test chất lượng của cái box 6. Đây là cái box có màn hình kiểu dạng kiểu LED, báo in out 5V 2A và 5V 1A. Thực ra cái 5V 2A 5V 1A chỉ đơn giản là nếu mà dòng sạc nó trên 1A thì nó sẽ báo là lấy lên nấc 5V 2A. Và nếu mà dòng sạc mà dưới 1A hoặc bằng 1A thì sẽ báo 5V 1A. Phần đèn in, đèn out báo cái điện áp, cái dạng là đang sạc vào hay là đang xả ra. Bóc có một đèn LED, cổng sạc micro USB và hai cái cổng ra. Hai cổng ra này tương đương nhau. Đây là cái mạch của bóc. Bạn thấy là cái bóc này thì nó khá là nhỏ, tiện. Tuy nhiên cái việc hàn dây ở đây, dây dùng đã hơi nhỏ. Vì vậy nếu mà bạn có điều kiện thì tốt nhất là bạn nên chỉnh sao cho là cái dây nó hàn nó lớn hơn một chút. Dây đây lõi hơi nhỏ, bởi vì dây lõi to này sẽ dẫn đến dòng tốt hơn. Còn nếu không thì bạn dùng tạm cũng được, nếu mà bạn sử dụng không cần dòng ra quá lớn. Cái chất lượng của dây đây nó không được tốt, nó chỉ là dây đồng chứ không phải là dây AVKM, tức là đồng mạ kẽm, nên giữa dòng nó sẽ không được cao. Rồi bây giờ chúng ta giữ tạm cái bóc này. Bóc có hai màu, màu đen và màu xanh như bạn thấy ở đây. Tất nhiên là bên ngoài này nó có một cái kính bảo vệ nữa, đây không dán kính bảo vệ vào. Ví dụ bóc màu xanh như này, cái này phù hợp với trong trường hợp bạn tháo pin laptop ra, bạn có 6 cục pin thì bạn có thể dùng luôn cả 6 cục này, nó khá là nhỏ gọn cầm tay kiểu này. Bây giờ chúng ta test thử cái chất lượng đầu vào và đầu ra của cái bóc này xem. 6 viên pin thì nó đều phía cực dương, đây phía cực dương này. Về sau nếu mà bạn có thay thì bạn nên thay cái dây nó dày gấp đôi cái dây này đi. Nếu cái dây này xem ra cái chất lượng dẫn dòng mặc định không được tốt cho lắm. Nếu mà bạn sử dụng sạc các điện thoại mà dòng sạc mà nó nhỏ thì không vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà dòng sạc lớn cỡ khoảng độ tầm gần 2A gì đấy thì bạn nên thay một cái dây khác, chất lượng nó tốt hơn. Hoặc gấp đôi cái dây này lên, à nó khá là dễ. Cái pin nó được lắp vào bằng lò xo. Tuy nhiên nếu mà có thể thì bạn nên hàn pin thành bộ, ví dụ bộ 3 sau đó bạn lắp vào thì nó sẽ dễ hơn. Bởi vì như trong các video trước tôi nói thì cái lò xo này dẫn đến là cái tiếp xúc của nó không được tốt, do đó nó khó mà dẫn được cái dòng cao, tức là nó có thể là dẫn đến việc là không sử dụng hết pin. Cái phần trăm báo trên này thì thường nó tùy vào điện áp pin, và giữa các cái bóc khác nhau thì nó có cái độ sai lệch khác nhau. Vì vậy ví dụ con này là 44% nhỉ, nó không tương ứng là cái dung lượng pin đâu, nó dựa trên điện áp pin. Cái tốt nhất để nó reset lại đúng là bạn phải sạc kiệt sau sạc đầy thì về sau báo nó sẽ chuẩn hơn một chút. Nhưng mà tận cái tham số lại chỉ để tham khảo thôi. Bạn dùng bằng cách là bạn sạc đến khi nào mà chữ in không nhấp nháy là đầy và dùng hết kiệt bóc. Bóc có một đèn led bật bằng cách nhảy lên. Nó chỉ có một cổng sạc micro USB, nó khá là bất tiện bởi vì phần lớn các điện thoại mới bây giờ chúng ta sử dụng sang cổng sạc Type-C hết rồi. Trừ một số điện thoại cũ, các dòng điện thoại nhỏ cũ thì nó vẫn sử dụng cổng sạc micro USB. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ test thử cái dòng sạc vào của bóc này. Dùng của sạc cũ của Xiaomi, của sạc mới không hiểu sao nó không tương thích được với cổng micro USB. Có lẽ của sạc của tôi có vấn đề. Sạc cũ thì ok. Dòng sạc đang vào là cỡ 1,5A. Thì bạn thấy là cái chữ in nó nhấp nháy, có nghĩa là nó đang sạc. Đấy. Bạn sạc đến khi nào? Đến khi nào mà cái này nó đầy, tức là chữ in nó không nhấp nháy thì thôi. Chứ còn cái phần trăm trên bóc đôi khi nó báo nó không được chuẩn. Thế cái dây tiếp xúc của nó cứ chạm là cái cục sạc này, cái dây tiếp xúc nó chạm nó kém là cái dòng nó lại nhảy. Cái dòng sạc của nó sẽ thực sự thì hiện tại nó vào được cỡ khoảng độ gần 1,5A. Okay. Bóp chặt cái đầu tiếp xúc lại một chút xem nó khá hơn nhiều. Bóp chặt đầu tiếp xúc thì nó khá hơn.
phần lớn các cái điện thoại của bạn mà khi mà cái dây nó tiếp xúc kém ấy thì bạn sẽ có cái dòng sạc nó sẽ bị chập chờn. Vì vậy một cái cách mà có thể cải thiện được cái hiệu quả sạc là bạn tăng cái dây cái bóp chặt cái tiếp xúc cổng thì dây nó sẽ tốt hơn một chút. Bây giờ ta test dòng xả ra. Để test dòng xả ra tôi sẽ sạc thử sạc cho cái điện thoại này. Điện thoại này nó đang là 20% pin. Nó khá là cạn rồi. Dùng cổng sạc Type C. Để xem là hiệu quả cỡ nào. Móc này ra tối đa được 2A, tuy nhiên với cái chất lượng dây này tôi nghĩ là nó cũng rất khó ra được 2A. Chứ chất lượng dây của nó tiếp xúc không được tốt cho lắm. Dây dây của đấu có pin. Nếu đấu pin nó không, tiếp xúc không được tốt. Xem ra được bao nhiêu nào. À, cũng được 1,67. Cũng không đến nỗi tệ. Thử cổng sạc khác xem. Đấy, 1,67. Nói chung là sạc kiểu này thì cho chất lượng cũng tạm được cho một cái bóc sạc kiểu như vậy. Bạn có thể lắp 8 pin à 6 pin tháo ra từ laptop và sử dụng nó để sạc. Vậy vậy bạn nó không bị thiếu, ví dụ bóc 5 hoặc bóc 8 thì bạn sẽ bị thiếu pin, còn bóc 6 này thì bạn sẽ vừa đủ pin. 6. Trong trường hợp mà nếu bạn cần cải thiện thì có một cái mà bạn có thể dễ thấy ngay, đó là bạn thay cái dây này bằng cái dây kích thước của nó lớn hơn một lớn hơn thì dẫn dòng tốt hơn, hoặc là bạn có thể gấp đôi cái số lượng dây lên cái dây ở trên cái mạch bóc đấy. Thế đây là một cái bóc mà cho chất lượng cũng khá ok, phù hợp để sạc cho các cái điện thoại mà cái dòng sạc nó cỡ khoảng độ 1,5A đổ lại. Bạn sạc điện thoại dòng cần dòng sạc cao vẫn được, tuy nhiên là nó sẽ sạc chậm. Ví dụ bạn thấy mắc ở đây nó chỉ cỡ khoảng độ tầm 1,67A trong cái điện thoại này, trong khi cái điện thoại này nếu mà sạc đầy dòng tối đa của nó thì lên được 2A. 1,67 2A nó cũng nó không chênh nhau mấy, nhưng mà dù sao dòng sạc cao thì vẫn thích hơn bởi vì nó sẽ sạc nhanh hơn. Đây là cái bóc 6. Đó, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.